Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô và các em sẽ cùng trình bày lời giải cho bài tập 8.41, trang 67 sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm rồi xác định trung điểm của đoạn thẳng đó. Vậy ở đây cô và các em sẽ cùng thực hiện theo yêu cầu của bài toán này. Đầu tiên là cô sẽ vẽ đoạn thẳng MN dài 7 cm. Thì dụng cụ cô dùng ở đây thì sẽ là một chiếc thước có vạch chia sẵn, đúng ạ? Và đây cô sẽ vẽ bằng cách như sau này. Cô sẽ đặt bút từ điểm 0 trên vạch của thước. Đó, cô sẽ đánh dấu vào điểm 0 này. Và cô sẽ đánh dấu vào vị trí của vạch 7 cm này. Đó, và từ đây thì cô nối hai điểm này vào với nhau. Đó, thì cô sẽ được một đoạn thẳng có độ dài là 7 cm, đúng không ạ? Cụ thể tên của đoạn thẳng này sẽ là MN. Đề bài yêu cầu chúng ta xác định trung điểm của đoạn thẳng đó. Để xác định trung điểm của một đoạn thẳng thì chúng ta chỉ cần lấy số đo độ dài của đoạn thẳng đó, chúng ta chia cho 2. Đấy, nghĩa là MN bằng 7 cm. Thế thì cô lấy 7 chia cho 2 thì chúng ta có thể nhẩm nhanh được bằng là 3,5, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ đánh dấu vào vị trí điểm mà cách hai đầu 3,5 cm. Thì cô sẽ đặt thước sao cho điểm M trùng với vạch số 0 này. Đấy, sau đó thì cô sẽ đánh dấu vào vị trí 3,5 này. Đó. Đấy, thì khi này đây chính là vị trí của trung điểm của đoạn thẳng MN. Đấy, cô sẽ ký hiệu là chữ Y. Đó, và đây là hai đoạn thẳng bằng nhau nên cô sẽ ký hiệu giống nhau. Thế vậy là cô đã xác định được trung điểm của đoạn thẳng MN rồi. Rồi vậy là cô và các em đã thực hiện xong lời giải cho bài tập 8.41 rồi. Các em có thể truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em môn tập tốt.